nhà có thể thấy mình ngồi ở trên chiếc xe này rất là thoải mái đúng không? Đối với lại doanh nhân á, thì có một chiếc xe mà mình có cái vị trí mình ngồi nó rộng thoải mái như thế này thì nó cũng khá là thuận tiện cho công việc của mình nữa. Và cái ghế này là mình có thể điều chỉnh được, giống như là cho nó ngã ra sau thêm một tí xíu nữa, và có massage đây. À, điểm cộng thích nhất của mình á là cái hàng ghế này. Nhưng mà khi mà mình xem xét tổng thể của chiếc xe á, những cái đặc điểm khác ví dụ giống như là kích thước và cái khoang ở bên trong này và kiểu dáng xe cũng giống như những cái tiện ích xe đem lại, đó là những cái lý do mà chinh phục mình hoàn toàn để cho mình quyết định chọn cái mẫu xe này.